Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách phân biệt giữa ma đế và ma đế nhị. Vậy thì mình xin giải thích qua là hành động liên tục và hành động không liên tục thì nó như thế nào. Trước tiên, hành động liên tục thì bây giờ chúng ta thử lấy ví dụ đối với cái động từ dashimasu đi. Dashimasu có nghĩa là nộp, ví dụ như là nộp báo cáo là reporto o dashimasu. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem, nộp báo cáo thì các bạn không thể nào mà nộp liên tục trong một thời gian ngắn đúng không? Vừa nộp cho thầy giáo, một lúc sau lại nộp cho thầy giáo, một lúc sau lại nộp báo cáo cho thầy giáo tiếp. Cái hành động đấy nó không thể nào nó xảy ra liên tục được đúng không? Vậy thì những cái hành động như vậy ta gọi là hành động xảy ra không liên tục. Tiếp theo, hành động xảy ra liên tục là hành động như thế nào? Ví dụ bây giờ chúng ta có động từ là hatarakimasu là làm việc đúng không? Các bạn có thể làm việc liên tục từ sáng cho đến chiều, hôm nào cũng vậy. Từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều hoặc là có thể đến đêm đúng không? Hoặc là động từ ngủ, ngủ là gì? Nemasu đúng không? Chúng ta có thể ngủ liên tục trong nhiều tiếng đúng không? Trong một khoảng thời gian ngắn. Thì đó, những cái hành động đó chúng ta gọi là hành động xảy ra liên tục. Vậy thì sau đây chúng ta cùng đi vào một số ví dụ điển hình để có thể phân biệt được ma đế và ma đế nhị nhé. Ví dụ đầu tiên đó là 会議は遅くても4時終わります。Vậy thì động từ 終わります là kết thúc đúng không? Kết thúc ấy, nó không thể nào mà nó kết thúc liên tục trong một thời gian ngắn được. Vừa kết thúc, một lúc sau lại kết thúc, một lúc sau nữa lại kết thúc được. Thế nên, đáp án ở đây là ma đế nhị. Câu này thì chúng ta dịch như sau. Cuộc họp thì dù muộn cũng kết thúc trước 4 giờ. Ví dụ thứ hai, 30 歳結婚したいです。Bây giờ các bạn thử nhìn vào cái động từ 結婚します. 結婚します tức là kết hôn, đúng không? Kết hôn thì không thể nào mà hôm nay các bạn nói là kết hôn với anh A, ngày mai các bạn kết hôn với anh B, ngày mai các bạn kết hôn với anh C. Nó không thể nào diễn ra liên tục trong một thời gian ngắn được, đúng không? Vậy thì đáp án ở đây là ma đế nhị, đúng không? Và câu này dịch là tôi muốn kết hôn trước 30 tuổi, đúng không? Rồi, tiếp theo đó là ví dụ số 3. Ví dụ này như sau. 大学を卒業する仕事を決めたいです。Động từ 決めます。決めます tức là gì? Quyết định công việc, đúng không? Bây giờ ví dụ chúng ta không thể nào một hôm chúng ta quyết định là vâng, tôi sẽ làm công việc này. Ngày mai các bạn, vâng, tôi sẽ làm công việc này. Ngày kia chúng ta cũng lại, vâng, tôi sẽ làm công việc này. Không thể nào mà nó diễn ra liên tục trong một thời gian ngắn được, đúng không? Vậy thì đáp án ở đây sẽ là ten ten ma đế nhị, đúng không? Và câu này nó sẽ dịch là trước khi tốt nghiệp đại học, tôi muốn quyết định công việc, đúng không? Ok. Và chúng ta cùng đi vào ví dụ số 4. 来年の大会、テニスの練習を続けます。Chúng ta lại nhìn vào cái động từ cuối câu đó là 続けます。続けます là gì nhỉ các bạn nhỉ? Là tiếp tục, đúng không? Tiếp tục thì tức là nó sẽ diễn ra liên tục và không ngừng nghỉ, đúng không? Và cái hành động là tôi sẽ tiếp tục luyện tập tennis thì các bạn có thể xảy ra liên tục được, đúng không? Hôm nay các bạn luyện tập, ngày mai các bạn cũng có thể luyện tập liên tục trong một thời gian ngắn, đúng không? Và đáp án ở đây nó sẽ là made, đúng không? Bởi vì made đằng sau nó luôn là những hành động diễn ra liên tục. Thế nên đáp án ở đây sẽ là made. Và câu này chúng ta có thể dịch như sau. Tôi vẫn tiếp tục luyện tập tennis cho đến đại hội năm sau, đúng không? Đấy. Rồi, ví dụ tiếp theo. Mình nghĩ là cái ví dụ này nó cực kỳ cơ bản. Chỉ cần nhìn vào cái là các bạn có thể đoán được luôn đáp án là gì. 今日12時働きます。働きます là làm việc, đúng không? Lúc đầu mình đã nói rồi, làm việc thì các bạn có thể làm việc liên tục từ sáng đến chiều, rồi là ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác được, đúng không? Thế nên đáp án ở đây nó sẽ là ma đế, đúng không? Và câu này nó có thể dịch là hôm nay làm việc đến 12 giờ, đúng không? Và chúng ta cùng đi vào cái ví dụ cuối cùng. うちのおばあさんは100歳行きました。Và chúng ta lại nhìn vào cái động từ cuối câu đó là 行きます。行きます là gì? Là sống, đúng không? Sống ấy thì chúng ta phải sống, nó diễn ra liên tục, đúng không? Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Tất nhiên là cũng có một số lý do như là chúng ta bị bệnh nên chúng ta không qua khỏi và chúng ta bị mất đi, đúng không? Nhưng về cơ bản cái động từ này ấy, nó diễn ra liên tục, không phải
chúng ta không thể nào mà sống chỉ có một lần được, đúng không? Và đáp án ở đây là mà đấy, đúng không? Và câu này nó tạm dịch là bà tôi đã sống đến 100 tuổi, đúng không? Thì đó là một số cái ví dụ điển hình để cho các bạn phân biệt được cả mà đệ và mà đệ nhị. Mình hy vọng rằng là qua video này các bạn có thể phân biệt nó rõ hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Quên mất nhớ like và share để mình có động lực làm thêm clip nha. Xin chào các bạn. Jane, sayonara. Kirei ni mie